Dạ vâng, con xin chào cô Xuân ạ. Thì thể theo yêu cầu là cô có đặt hàng con 4 cây bông trang. Thì bây giờ trước khi gửi hàng cho cô, con quay cái clip ngắn để gửi cô xem trước ạ. Đây là bông trang trắng. Con lựa nhiều nụ cho cô á, đặng khi mà gửi đến ảnh kịp nở hoa. Cây này cây trắng ạ. Còn cây bên đây là cây đỏ nha cô. Cây đỏ ạ. Cây đỏ cũng nhiều nụ nè cô. Nụ. Con lựa một cốt ạ. Rồi anh này là xoắn, xoắn cam ạ. Xoắn cam một cốt nè cô. Tàn nhiều ạ. Dạ rồi, bên đây là anh cà rốt. Cà rốt anh này tàn nhiều nè cô. Rồi con gửi đến cô ạ.